Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em claim tóc cần XDAI nha tất cả anh em. Thì chạy trên nền tảng XDAI. Thì đây là một cái nền tảng mới nha tất cả anh em. Một nền tảng này sau này nó sẽ tiềm năng là như nền tảng ETH, Binance, Binance nữa các bạn. Rồi để được để claim được tóc cần XDAI thì các bạn cần phải có một cái ví MetaMask và các bạn ép cái nền add cái nền tảng của nó vào nha tất cả các bạn. Thì các bạn mở MetaMask ra, mình hướng dẫn các bạn add cái nền tảng XDAI vào tất cả các bạn. Thì sau khi các bạn mở địa chỉ ETH ra của tất cả các bạn, để mình bắt up lại từ đầu tất cả các bạn. Thì nó ra một cái giao diện như thế này, thì các bạn nhấp vào ba giao diện bên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào setting các bạn. Các bạn bấm vào network nè. Các bạn bấm vào add network nè. Thì add network này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, thì những cái thông số này tôi để dưới phần link mô tả video của các bạn, hoặc các bạn join vào cái nhóm Telegram group của mình nha các bạn. Mình có để trên nhóm Telegram group á. Network name thì các bạn ghi là XDAI nha tất cả các bạn. XDAI. Phan các bạn dùng lại các bạn. XDAI. Rồi ít dây nè các bạn. Chữ ít nhỏ các bạn. Rồi bản BRCUL thì bạn copy vào các bạn. Rồi chain ID thì các bạn ghi các bạn mã thông số các bạn. Đây new base RBC thì bạn copy cái link này các bạn .com, còn chain ID thì các bạn ghi giùm mình 100. Nói dẫn các bạn từ nha các bạn. Còn symbol này thì các bạn ghi giùm mình cái symbol này thì các bạn ghi XDAI nha tất cả các bạn. Cũng như trên luôn. Tại mình xem cho chính xác thôi các bạn ơi, chứ thật ra thì mình đã biết rồi. Rồi block UGL này thì các bạn copy cái link này các bạn. Rồi để kiểm tra tàu số H dài để các bạn add chặt là không được nha các bạn. Rồi đúng rồi đó. Để mình sửa cái này các bạn. Phan rồi các bạn kiểm tra lên cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một add nha các bạn. Ok, sau khi tất cả bấm nút add vào thì các bạn sẽ có một cái mạng là nền tảng là XDAI này các bạn. Rồi để claim được tóc cần XDAI này thì các bạn click cái phần link mô tả của mình nha các bạn. Phần đấy mình copy cái link các bạn. Phan các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Ok phan. Rồi các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Để mở trình duyệt rồi các bạn bắt cái phần link theo dẫn các bạn xuống đến trình duyệt Google các bạn. Ôi trời sao mà đứng máy luôn ta. Rồi các bạn phát phần đây mình gửi chút xíu các bạn. Rồi các bạn click phần link claim của mình thì nó ra một cái địa chỉ nhận, thì các bạn mở MetaMask mình sẽ tiếp tục nữa các bạn. Các bạn bấm
Dạ, ít đây nha các bạn. Hoặc các bạn có thể copy địa chỉ ai thác trên với MetaMask mình cũng được nha các bạn. Vậy nó cùng chung một địa chỉ nha các bạn ơi. Khoan các bạn chờ xíu các bạn. Với MetaMask này nó kỳ quá. Rồi các bạn nhấp mũi tên nè các bạn. Thì các bạn bấm vào một send, một reset nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ai thác mình các bạn. Hoặc các bạn copy địa chỉ nha. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Máy mình nó chậm quá, mình nói chuyện thì nhanh mà máy mình nó chậm quá, mình nói hơi nhanh các bạn. Rồi các bạn nhắn vào, các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè các bạn. Mỗi một ngày sau 24 giờ các bạn cứ vô claim một lần các bạn. Sau này mà cái con tóc cần này mà nó nền tảng nó nhảy như con ETH thì các bạn vô mà vui lòng nhấp vào, hình ảnh có chứa một chiếc ô tô. 1 2 3 4 gỡ ô tô đây nè. Chết. Rồi các bạn bấm yêu cầu nữa các bạn. Ok ok, send in, gửi tiền không thành công, vui lòng thư lại. Để mình thư lại các bạn. Vui lòng nhấp vào hình ảnh có chứa một chiếc ô tô. Tại vì cấp tra nó khó quá. Một chiếc ô tô. 2 3 tại cấp tra sai thì nó không có tiền các bạn. Các bạn nhấp cấp tra đúng là tự động để mình làm lại các bạn. Ok, sau khi bạn lướt cấp tra thành công thì nó đây nè. Chặn 0.01 đây đã chuyển đến thành công số này các bạn. Các bạn bấm đồng ý nha các bạn. Thì các bạn sau 24 giờ các bạn cứ vào đây claim tiếp các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với MetaMask các bạn ra nè các bạn. Các bạn thông cảm các bạn, chờ chút các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được là 0.01 đao, dự kiến khoảng là 16 đô cho một túc cần, hay là 0.1 đai là 16 đô, mình cũng chưa check qua cái mạng này nữa các bạn. Thì trước tiên các bạn nhận trước đi các bạn. 0.01 là bằng 16 đô nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.